Ông Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc bản cáo trạng chống lại ông là sự đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử. Reuters đưa tin, ông Trump cho rằng các đối thủ chính trị đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp Mỹ để loại bỏ ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử tiếp theo. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi đại bồi thẩm đoàn Manhattan thuộc bang New York, Mỹ quyết định truy tố ông vào ngày 30 tháng 3. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một cựu tổng thống bị cáo buộc hình sự. Tôi tin rằng cuộc sát phù thủy này sẽ phản tác dụng lớn đối với ông Joe Biden. Người dân Mỹ nhận ra chính xác những gì Đảng Dân Chủ đang làm. Ông Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social và kêu gọi những người ủng hộ hãy đoàn kết và mạnh mẽ để loại bỏ từng người cuối cùng trong số những đảng viên dối trá của Đảng Dân Chủ ra khỏi văn phòng. Hôm 20 tháng 3, đại bồi thẩm đoàn Manhattan đã bỏ phiếu truy tố cựu Tổng thống Mỹ về cáo buộc ông chi tiền cho nữ diễn viên Stormy Daniels thông qua luật sư lúc bấy giờ là Michael Cohen. Ông Trump đã liên tiếp phủ nhận vụ việc, cho hay không biết gì về khoản tiền trên, đồng thời cảnh báo về những hậu quả tai hại có thể xảy ra nếu ông bị bắt. Đảng Dân Chủ đã nói dối, gian lận và ám ảnh về việc cố gắng bắt Trump. Giờ đây họ đã làm được điều không thể tưởng tượng được, là buộc tội một người hoàn toàn vô tội trong hành vi can thiệp bầu cử trắng trợn, ông Trump nói. Cựu Tổng thống Trump không tiết lộ các hành động tiếp theo của ông sẽ là gì, nhưng luật sư Joe Giacobina đã thề sẽ đấu tranh quyết liệt trước vụ truy tố mang tính chất hình sự này trước tòa. Rúng động trước kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus. Việc Nga lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus đã gây phản ứng mạnh từ các nước phương Tây. Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Thế giới đứng trước nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang lớn nữa. Ba Lan và Litva là những nước mới nhất phản đối kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm qua, ngày 28 tháng 3, Thủ tướng Ba Lan, một trong số các nước viện trợ vũ khí tích cực nhất cho Ukraine, ông Mateusz Morawiecki khẳng định Belarus sẽ đối diện các lệnh trừng phạt của châu Âu. Bước đi tiếp theo này của Nga với tuyên bố về việc triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus chắc chắn sẽ dẫn tới tuyên bố về các lệnh trừng phạt bổ sung, mức độ trừng phạt sẽ mạnh mẽ hơn đối với chính quyền Belarus. Cùng ngày, Litva cũng đưa ra phản ứng tương tự, song có phần gay gắt hơn khi tuyên bố sẽ kêu gọi lệnh trừng phạt mới nhắm vào cả Nga và Belarus. Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Liên minh châu Âu, Ukraine ngày 26 tháng 3 đã cùng lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Nga. Trong một tuyên bố, người phát ngôn NATO Anna Lugescu cho biết NATO chưa tính tới chuyện điều chỉnh trạng thái hạt nhân của mình vì chưa nhận thấy có sự thay đổi nào trong trạng thái hạt nhân của Nga. Tuy nhiên, NATO sẽ theo dõi chặt động thái từ Nga và cam kết bảo vệ tất cả đồng minh NATO. Bộ Ngoại giao Mỹ trong một tuyên bố đánh giá rằng việc Nga và Belarus bàn về vũ khí hạt nhân không mới và Mỹ sẽ theo dõi tác động sau tuyên bố của Tổng thống Nga. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Biden tiếp tục nhắc lại vấn đề này khi nói rằng tuyên bố của Nga là hết sức nguy hiểm và đáng lo ngại. Về phía Nga, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Nga, Tổng thống Nga Putin đã lý giải kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus khi nói rằng Nga chỉ hành động như Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở các nước đồng minh. Không có gì bất thường ở đây cả. Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập niên. Họ từ lâu đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các quốc gia đồng minh. Nga sẽ làm điều tương tự mà không vi phạm nghĩa vụ quốc tế về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Bất chấp những phản ứng của phương Tây, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt có thể có, trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Hiện chưa rõ vũ khí của Nga sẽ lưu trữ ở địa điểm nào tại Belarus. Song theo giới phân tích, việc chuyển giao này sẽ mở rộng khả năng tấn công hạt nhân của Nga dọc theo biên giới phía đông của NATO. Nếu điều này diễn ra, đây có thể là lần đầu tiên kể từ giữa những năm 1990 Nga đưa vũ khí hạt nhân đến một quốc gia khác. Ông Trump nói có thể giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Cựu Tổng thống Trump khẳng định có thể giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine trong một ngày và các cuộc đàm phán sẽ rất đơn giản. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 27 tháng 3, Donald Trump cảnh báo chiến sự giữa Nga và Ukraine có thể không được giải quyết trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, đồng thời chỉ trích chính sách của Tổng thống Joe Biden có nguy cơ dẫn đến Thế chiến 3. Chúng ta có thể rơi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân trên toàn thế giới, khiến Thế chiến 1 và Thế chiến 2 trở nên không là gì cả. Không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ đến mức này bởi có những người chẳng biết họ đang làm gì cả. Cựu Tổng thống Trump nói, nếu chiến sự giữa Nga và Ukraine chưa được giải quyết, tôi có thể làm điều đó trong vòng 24 giờ với sự tham gia của Tổng thống Putin và Zelensky. Ông khẳng định những cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine rất đơn giản, song từ chối tiết lộ dự định chi tiết. Ông Trump nhận định khoảng thời gian 1,5 năm trước bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 là rất dài và không thể tưởng tượng được điều gì có thể xảy ra trong giai đoạn này. Theo ông, điểm mấu chốt là chiến sự cần phải chấm dứt vì Ukraine đang bị phá hủy và họ sớm muộn cũng sẽ không còn gì cả. Cựu Tổng thống nhận định Nga là đối thủ của Mỹ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng. Ông Trump tuyên bố những lời chỉ trích cho rằng ông quá thân thiết với Tổng thống Vladimir Putin là vô căn cứ, đồng thời khẳng định có thể hòa thuận thay vì đẩy lãnh đạo Nga vào xung đột.
Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Ukraine chưa giảm nhiệt sau hơn 13 tháng giao tranh. Tổng viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine sau khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm ngoái là hơn 32 tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu nhóm đồng minh phương Tây của Kiev. Mỹ cam kết chuyển tên lửa phòng không Patriot và xe tăng chủ lực M1 Abrams cho Ukraine, song từ chối viện trợ tiêm kích F-16. Các quốc gia ủng hộ Ukraine đang huấn luyện binh sĩ nước này vận hành những loại vũ khí mới cung cấp. Quân đội Mỹ ngày 2 tháng 3 thông báo tổ chức diễn tập sa bàn cho sĩ quan Ukraine tại căn cứ Wiesbaden, Đức, để giúp họ lên kế hoạch đối phó lực lượng Nga. Nga nhiều lần cảnh báo động thái tiếp thêm vũ khí cho Ukraine của Mỹ và phương Tây sẽ chỉ làm kéo dài xung đột, đồng thời tuyên bố nhắm mục tiêu các lô vũ khí này khi chúng tới lãnh thổ Ukraine. Ông Putin nêu lý do vũ khí phương Tây viện trợ Ukraine không đủ áp đảo Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nước phương Tây sẽ không thể viện trợ cho Ukraine đủ lượng vũ khí để vượt qua lượng khí tài của Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga ngày 25 tháng 3, Tổng thống Putin nói, ngay cả khi phương Tây có kế hoạch chuyển lượng lớn vũ khí cho Ukraine, Moscow cũng sẽ tăng cường sản xuất nhiều hơn nữa trong cùng thời điểm. Vì vậy, ông Putin dự đoán các nước NATO sẽ không chuyển đủ vũ khí cho Ukraine để vượt trội so với khí tài của Nga. Chúng tôi đã nghe và nắm được về kế hoạch viện trợ của phương Tây. Bạn đã đề cập tới 1 triệu viên đạn về việc chuyển xe tăng cho Ukraine. Đó là những con số lớn. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quân sự của Nga cũng đang phát triển với tốc độ rất nhanh chóng, tốc độ mà không nhiều người có thể kỳ vọng. Và trong cùng một khoảng thời gian, ngành công nghiệp vũ khí của Nga có thể sản xuất ra gấp 3 lần số lượng đạn như vậy, thậm chí là nhiều hơn gấp 3, ông Putin nói. Ông Putin cho hay, Nga đã nắm được kế hoạch của NATO nhằm tăng tốc sản xuất đạn pháo lên tới 42.000 quả một năm trong năm nay và 75.000 quả mỗi năm vào năm 2025. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào năm 2025, nhưng ngay lúc này, phương Tây sản xuất khoảng 14.000 đến 15.000 quả đạn pháo mỗi năm, dù phía Ukraine đang sử dụng khoảng 5.000 quả đạn pháo mỗi ngày, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Ông cho biết Nga sẽ không cho phép quân sự hóa quá mức nền kinh tế để đối phó với việc phương Tây gia tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga cho đến nay vẫn chưa giảm hoạt động xây dựng dân sự, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng để ưu tiên cho sản xuất vũ khí. Ông cảnh báo, để tăng tốc sản xuất khí tài, phương Tây có thể sẽ buộc phải làm như vậy. NATO có kế hoạch gửi từ 420 đến 440 xe tăng tới Ukraine, giống như đạn dược. Trong giai đoạn này, chúng tôi cũng sẽ tăng tốc và hiện đại hóa 1.600 xe tăng. Tổng số xe tăng của Nga sẽ gấp 3 lần của Ukraine, thậm chí là hơn gấp 3 lần, ông nói. Mặc dù vậy, người đứng đầu Điện Kremlin bày tỏ quan ngại rằng việc phương Tây tăng cường chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ kéo dài cuộc xung đột và gây ra những thảm kịch lớn hơn. Ukraine khẳng định đủ quân giữ Bakhmut. Quân đội Ukraine tuyên bố họ đủ lực lượng để cố thủ tại Bakhmut, bất chấp các đợt tiến công liên tục của Nga. Sergei Chervati, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy miền Đông của Ukraine ngày 26 tháng 3 tái khẳng định tình hình Bakhmut ổn định. Giải thích điều này có nghĩa lực lượng Ukraine giám sát, kiềm chế hướng hành động này và kế hoạch của đối phương. Chúng tôi biết mình đủ lực lượng và phương tiện cần thiết để giữ phòng tuyến. Chúng tôi cũng biết lực lượng dự bị ở đâu và có thể điều động như thế nào, ông Chervati nói. Chúng tôi biết cách để có thể tấn công đối phương để họ thiệt hại tối đa, suy yếu và mất năng lực tiến công. Phía Ukraine nói Nga tiếp tục tấn công dữ dội Bakhmut, tổ chức tổng cộng 298 đợt tiến công với hỏa lực pháo binh yểm trợ dày đặc tại Bakhmut và khu vực lân cận trong 24 giờ qua. Ukraine gần đây tuyên bố đang ổn định tình hình Bakhmut, đồng thời khẳng định lực lượng nước này đang cầm cự và sẽ giành chiến thắng nhờ sự giúp đỡ của các đồng minh. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận đối mặt với khó khăn tại Bakhmut. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga giành lợi thế trong và ngoài Bakhmut. Nga cũng có thể đang điều quân chính quy thay cho các đơn vị của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner, vốn đóng vai trò xung kích trong nhiều tháng. Quân đội Ukraine cho biết các đơn vị đổ bộ đường không và chính quy khác của Nga đang tăng viện cho nhóm xung kích của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner tại Bakhmut. Lực lượng chính quy của Nga có khả năng ngày càng thay thế hoạt động của Wagner trong khu vực này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá. Cả Ukraine và Nga đều đang dồn lực vào trận chiến ở Bakhmut. Phía Ukraine nói rằng trận chiến ở Bakhmut, nơi có dân số khoảng 80.000 người trước chiến sự, là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở mặt trận miền đông. Quân đội Ukraine tháng trước dường như chuẩn bị rút khỏi thành phố, nhưng sau đó thay đổi quyết định và tuyên bố đang làm hao mòn lực lượng tấn công của Nga để mở đường cho cuộc phản công. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine có thể mở cuộc phản công trong tương lai gần, song đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cầm cự trước những đợt tấn công liên tục của lực lượng Nga với ưu thế vượt trội về khí tài và quân số. Họ cũng nhận định Ukraine phải cầm cự đủ lâu và Nga kiểm soát thêm lãnh thổ trước khi nhận được loạt khí tài tiến thân mới của phương Tây, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và các loại pháo.